Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp tục có ngày hội đàm thứ hai với Tổng thống Nga Vladimir Putin trong chuyến thăm Moscow kéo dài 3 ngày. Hai nhà lãnh đạo đã thảo luận những gì? Một cuộc khẩu chiến giữa Bắc Kinh và Washington đã nổ ra sau buổi hội đàm mang tính lịch sử của Liên minh Nga-Trung. Các bên nêu quan điểm ra sao? Nếu Nhà Trắng cho biết họ không thấy bất kỳ triển vọng hòa bình nào cho xung đột ở Ukraine sau tuyên bố chung của hai nước Nga Trung. Khi tổng thống Zelensky kêu gọi Trung Quốc ủng hộ công thức hòa bình của Ukraina. Trái với những luận điệu mạnh mẽ khi nhắc đến Nga trước đây, chính quyền Kiev dường như đã điềm tĩnh hơn và không trực tiếp chỉ trích việc Trung Quốc xích lại gần Nga. Lý do là gì? Mặt khác, theo Newsweek, truyền thông Nga đang nghi ngại không rõ Trung Quốc là đồng minh hay là đối tác thương mại của Nga. ở diễn biến đáng chú ý khác về xung đột nga ukraine anh thông báo sẽ cung cấp đạn xuyên giáp có chứa uranium đã được làm nghèo cho ukraine ngay lập tức tổng thống putin tuyên bố sẽ đáp trả tương xứng nếu anh thực hiện kế hoạch này các tin tức nổi bật khác trên thế giới ba lan hà lan tổ chức tập trận không quân chung thể hiện sức mạnh gian đe ở sườn phía đông của nato Uganda thông qua dự luật cấm người đồng tính. Người hâm mộ Argentina nồng nhiệt chào đón siêu sao Messi về nước. Ở Indonesia, các nhà hoạt động kêu gọi chính phủ ưu tiên bảo vệ đời ươi và cá heo. Mỗi ngày một câu chuyện, một hình ảnh thú vị. Hôm nay, hãy cùng tìm hiểu chiến dịch tái tạo rừng ngập mặn ở Brazil, đánh dấu ngày nước thế giới. Đừng rơi mắt khỏi màn hình, nội dung chi tiết sẽ được chúng tôi gửi đến quý vị ngay sau đây. quý vị đang theo dõi chương trình thế giới hôm nay. thưa quý vị bước sang ngày thứ hai của chuyến công du đến nga, chủ tịch trung quốc tập cận bình cùng với tổng thống vladimir putin đã tiếp tục có những chia sẻ và cam kết đáng chú ý về vấn đề ukraine. trong khi giới lãnh đạo phương tây quan sát kỹ lưỡng động thái của hai nhân vật này. và sau đây là những điểm nổi bật của buổi hội đàm. Ông Putin đã gọi ông Tập là người bạn và khẳng định cả hai có mối quan hệ vững chắc. Ông Putin đã mô tả đây là một buổi thảo luận thành công. Trong khi đó, ông Tập Cận Bình nói rằng sẽ tiếp tục củng cố mối quan hệ vững chắc với Nga. Theo Sky News, cú bắt tay này đã khiến phương Tây thực sự lo ngại Bắc Kinh sẽ cung cấp hỗ trợ cho Moscow để tiếp tục cuộc chiến ở Ukraine liên quan đến cuộc xung đột đông âu tờ nhân dân nhật báo của trung quốc cho biết hai nhà lãnh đạo nga trung đã kêu gọi chấm dứt những hành động làm gia tăng căng thẳng khiến cho chiến sự kéo dài ông tập và ông putin đã thực hiện lễ ký kết tại điện kremlin thông qua đó hai nhà lãnh đạo cũng khẳng định khủng hoảng ở ukraine phải được giải quyết bằng đàm phán hòa bình với bản ký kết này reuters đã tiếp cận được tài liệu và dịch một số chi tiết về tình hình ukraine tuyên bố chung được viết là nga đánh giá tích cực vị trí trung lập của trung quốc trước những câu hỏi về ukraine Moscow và Bắc Kinh đều phản đối việc phá hủy lợi ích an ninh hợp pháp của một số quốc gia nhằm đem lại lợi thế quân sự và chính trị cho nước khác. Trung Quốc nhận thấy rằng Nga luôn có thiện chí với những nỗ lực khôi phục đàm phán hòa bình. Bên cạnh đó, Nga rất hoan nghênh khi Trung Quốc sẵn sàng trở thành trung gian đàm phán để giải quyết xung đột Đông Âu thông qua kế hoạch hòa bình 12 điểm. Moscow và Bắc Kinh một lần nữa nhấn mạnh phải tôn trọng vấn đề an ninh của các quốc gia để chấm dứt cuộc chiến. Nga Trung phản đối hình thành những khối đối đầu nhau hoặc có những hành động đổ thêm dầu vào lửa. Ông Tập và ông Putin cho rằng đối thoại có trách nhiệm là cách tốt nhất để tìm ra giải pháp lâu dài cho khủng hoảng Ukraine và cộng đồng quốc tế nên ủng hộ phương hướng này. Hai nước này khẳng định không nên có những hành động khiến cho xung đột trở nên không thể kiểm soát. Ông Putin và ông Tập đã cùng tham dự bữa tối sau buổi hội đàm. Tại đây, ông chủ điện Kremlin đã tuyên bố mối quan hệ Nga-Trung là sự hợp tác về chiến lược và đem lại phồn vinh cho nhân dân hai nước. Hôm 21 tháng 3, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết, Liên minh quân sự đã nhận thấy một số dấu hiệu về việc Nga dường như đã yêu cầu Trung Quốc cung cấp vũ khí sát thương. Đến ngày thứ ba của chuyến thăm, ông Tập và ông Putin sẽ tiến hành ký tăng cường hợp tác giữa hai nước. Sau buổi hội đàm mang tính lịch sử của Liên minh Nga-Trung tại Moscow, Nhà Trắng ngay lập tức đã lên tiếng phản đối sự thiên vị Bắc Kinh dành cho Moscow đối với vấn đề Ukraine. Tuy nhiên, ông Tập Cận Bình đã có phát biểu trái ngược với chỉ trích của Mỹ. Phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby hôm 21 tháng 3 nói rằng tôi không nghĩ việc này là hợp lý khi Trung Quốc thiên vị nga. Mỹ đã hòa nhi cuộc họp của hai nhà lãnh đạo nga-trung và vai trò người kiến tạo hòa bình của Trung Quốc. Ông Kirby nói thêm nếu Trung Quốc muốn đóng vai trò xây dựng thì họ đã phải dùng sức ảnh hưởng của mình để thúc giục nga chấm dứt cuộc chiến. Ông Kirby cho biết Tổng thống Joe Biden có thể duy trì kênh liên lạc với Bắc Kinh và sẽ trao đổi với ông Tập ở một thời điểm thích hợp. Tuy nhiên, hãng thông tấn Nga RIA Novosti đã dẫn lời chủ tịch Tập Cận Bình khẳng định trong buổi tọa đàm ở Moscow là Trung Quốc không thiên vị bất kỳ bên nào trong xung đột Nga-Ukraine. Ông Tập đã có buổi hội đàm sâu rộng với tổng thống Nga Vladimir Putin và nói rằng đây là một cuộc đối thoại cởi mở và thân thiện. Hai nhà lãnh đạo đã cùng ký văn bản thỏa thuận hợp tác chiến lược sau những cuộc trao đổi mà ông Putin cho là mang tính xây dựng và Trung Quốc rõ ràng là đối tác kinh tế quan trọng nhất của Liên bang Nga. Tiếp tục với những phản ứng của nhà trắng về chuyến công du của ông Tập Cận Bình, giữa lúc Tổng thống Putin vướng lệnh truy nã của tòa án hình sự quốc tế ICC. Thưa quý vị, ngày hội đàm thứ hai với nhà lãnh đạo Trung Quốc, ông Putin đã đề cập đến kế hoạch hòa bình 12 điểm của Trung Quốc, trong đó kêu gọi lệnh ngừng bắn giữa Moscow và Kiev. Nhà trắng đã có đáp trả gay gắt về vấn đề này. Người phát ngôn Hội đồng An ninh John Kirby khẳng định, một lệnh ngừng bắn ngay lúc này chỉ là tạm ngưng các chiến tuyến. Điều này cơ bản sẽ cho ông Putin thêm thời gian và không gian để tái trang bị, củng cố binh sĩ và bù đắp thêm khí tài. Ông Kirby nhấn mạnh, Nga phải tuân thủ hiến trương Liên Hợp Quốc và rút quân hoàn toàn khỏi Ukraine. Ông nói thêm, chúng tôi không thấy một chút triển vọng nào sau khi xem bản tuyên bố chung của Nga và Trung Quốc. Những gì mà ông Tập và ông Putin nói không hề cho thấy cuộc chiến ở Ukraine sẽ sớm kết thúc. Tuy nhiên, ông Kirby không gọi mối quan hệ Nga-Trung là một liên minh, nhưng nói rằng cả hai quốc gia này muốn tạo ra một thế giới được dẫn dắt bởi luật của họ. Thưa quý vị, trong khi Mỹ lên tiếng kịch liệt về cú bắt tay tăng cường quan hệ song phương của Moscow và Bắc Kinh, chính quyền Kiev đã có những phản ứng bình tĩnh hơn trước tình hình này. Cụ thể, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã nói rằng chính quyền của ông đã kêu gọi Trung Quốc tham gia vào công thức hòa bình 10 điểm của Ukraine và đang đợi Trung Quốc hồi đáp. Trong buổi họp báo chung với Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida, nhà lãnh đạo Ukraine đã nói rằng Bắc Kinh vẫn chưa trả lời về yêu cầu trên. Thủ tướng Nhật Bản đã có chuyến thăm bất ngờ đến thủ đô Kiev, giữa lúc ở Moscow cũng dễ ra cuộc họp của ông Tập Cận Bình và ông Putin. Chính quyền Kiev tuyên bố Nga phải rút quân hoàn toàn khỏi lãnh thổ Ukraine, và kế hoạch hòa bình 10 điểm đã được phát triển thêm trong vài tháng gần đây. Trước phản ứng điểm tĩnh của Ukraine, tờ Politico đã nhận định rằng quốc gia này đang kiềm chế chỉ trích Bắc Kinh. Lập trường của Kiev tương phản rõ rệt với những gì họ đã từng chỉ phản đối Đức và Hungary là không chống Nga mạnh mẽ. Theo tờ Politico, ngoài việc muốn các khoản đầu tư từ Trung Quốc, Tổng thống Zelensky đang nỗ lực duy trì mối quan hệ thương mại béo bở với nền kinh tế lớn thứ hai thế giới và xem Trung Quốc như một trung gian tiềm năng để giải quyết cuộc chiến chống lại Nga. Người đứng đầu Ủy ban Chính sách Đối ngoại Ukraine, ông Alexander Mezheko, giải thích rằng thật khó để chúng tôi chỉ trích Trung Quốc nặng nề vì Bắc Kinh sẽ dùng điều đó để tăng cường hỗ trợ cho Nga, thậm chí là cung cấp vũ khí, trong khi đó, Bắc Kinh đã nhiều lần bác bỏ các thông tin tình báo của Mỹ cho rằng họ có kế hoạch gửi vũ khí sát thương cho Nga. Khi Trung Quốc đưa ra kế hoạch hòa bình 12 điểm vào tháng trước, ông Zelensky cho biết sẽ xem xét đề xuất. Điều này hoàn toàn ngược lại với các đồng minh phương Tây. Ông Mejeko khẳng định chiến lược của Tổng thống Zelensky đối với Bắc Kinh là rất khôn ngoan. Ông Mejeko nói với Politico rằng, thực tế mối quan hệ giữa Ukraine và Trung Quốc đã chạm đến điểm dạn nứt vì Trung Quốc đã tiến lại gần với Nga, trong khi Ukraine chọn hội nhập với Liên minh châu Âu-Đại Tây Dương. Đây là điểm rõ ràng nhất cho thấy khi ép chống lại Bắc Kinh. Vừa qua, Newsweek dẫn nguồn tin từ các kênh truyền thông Nga cho thấy dường như họ không rõ Trung Quốc là đồng minh hay chỉ là đối tác thương mại của Moscow kênh Channel One ở Nga đã đưa tin về buổi phát biểu thắt chặt quan hệ hữu nghị giữa Moscow và Bắc Kinh, cũng như việc ông Tập và ông Putin ký thỏa thuận hợp tác đến năm 2030. Tại Điện Kremlin, Tổng thống Putin đã nói Trung Quốc và Nga đã có bước ngoặt trong mối quan hệ láng giềng, hỗ trợ đa phương và tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước. Tiếp đó, ông Tập phát biểu rằng, trong bối cảnh lịch sử này, mối quan hệ Nga-Trung sẽ góp phần vào sự phát triển của nhân loại. Tuy nhiên, Newsweek cho rằng, phát biểu trên kênh Channel One là các quan chức phía Nga không đeo khẩu trang để phòng chống COVID-19, trong khi phía Trung Quốc lại đeo khẩu trang. Bài phát biểu của hai nhà lãnh đạo nhanh chóng chuyển sang vấn đề Ukraine. Sau khi ông Tập đề cao đối thoại hòa bình, thì ông Putin đề cập đến việc phương Tây đối đầu với Nga thông qua Ukraine, lệnh bắt giữ của Tòa án Hình sự Quốc tế ICC và thông tin Anh Quốc gửi cho Ukraine đạn pháo có chứa uranium, một chất có liên quan đến vũ khí hạt nhân. Ông Putin cho rằng tập thể phương Tây đang dùng vũ khí có liên quan đến hạt nhân để chống lại Nga. Theo Newsweek, bài phát biểu của hai nhà lãnh đạo không có chi tiết nào nhắc đến hợp tác kinh tế và văn hóa. Người dẫn chương trình Dmitry Rush, kênh xã luận Chutris, nói với Newsweek rằng Chúng tôi không biết ông Tập Cận Bình là đồng minh hay chỉ đơn giản là đối tác thương mại của Nga. Chuyến công du của ông ấy vẫn chưa giải đáp được câu hỏi này. Một số tin tức đáng chú ý khác về xung đột ngạo Ukraine. Mới đây, quốc vụ Khanh phụ trách quốc phòng của Vương quốc Anh, bà Annabelle Cody cho biết, cùng với xe tăng Challenger 2, nước này sẽ cung cấp cho Ukraine các loại đạn dược, trong đó có đạn xuyên giáp chứa uranium đã được làm nghèo. Bà Cody nhận định, những loại đạn như vậy sẽ mang lại hiệu quả cao trong việc đánh chặn xe tăng và xe bọc thép hiện đại. Anh đã cam kết chuyển giao 28 chiếc xe tăng chủ lực Challenger 2 cho Ukraine. Trong khi đó, nhiều quốc gia phương Tây khác hứa cung cấp hàng chục xe tăng Leopard 2 do Đức sản xuất và Mỹ là 31 xe tăng Abram. Trong cuộc phỏng vấn với Reuters hôm 22 tháng 2, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wiley cho biết những chiếc Challenger sẽ bắt đầu lên đường đến Ukraine vào mùa xuân này. Các loại đạn và bom xuyên giáp có chứa uranium đã được làm nghèo, thường có khả năng xuyên giáp cao và sức hủy diệt lớn. Theo Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ, uranium đã được làm nghèo có thể đe dọa nghiêm trọng đến sức khỏe của con người nếu ăn hoặc hít phải bụi phóng xạ. Loại đạn này từng xuất hiện trong chiến tranh vùng vịnh, Serbia và Kosovo. Ngay sau khi Vương quốc Anh công khai kế hoạch gửi đạn uranium cho Ukraine, phía Nga đã lên tiếng chỉ trích cho rằng việc này sẽ làm gia tăng nguy cơ va chạm hạt nhân giữa nước này với phương Tây. Tại cuộc họp báo sau hội nghị thượng đỉnh với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm 21 tháng 3, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh, Nga sẽ buộc phải đáp trả tương xứng nếu phương Tây sử dụng vũ khí có thành phần hạt nhân. Trong khi đó, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nhận định việc cung cấp đạn uranium cho lực lượng vũ trang Ukraine sẽ mang lại kết cục tồi tệ cho chính người Anh. Còn Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu cho rằng quyết định của Anh sẽ dẫn đến các nguy cơ va chạm hạt nhân giữa Nga và phương Tây, đẩy thế giới vào thảm họa quy mô lớn. Cùng ngày, Liên Hợp Quốc cũng đã lên tiếng cảnh báo kế hoạch của Anh Ông Phanharc, phát ngôn viên Tổng thư ký Antonio Guterres nói với báo chí rằng họ từ lâu đã rất lo ngại về hậu quả của việc sử dụng đạn có chứa uranium đã được làm nghèo, cũng như những bên cung cấp loại vũ khí này. Thưa quý vị, trong ngày 21 tháng 3, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đến làng Motul thuộc thị trấn Bucha gần thủ đô Kiev để thăm đài tưởng niệm mới dành cho những người hy sinh vì đất nước khi nga tiến quân vào nơi này cách đây hơn một năm trước. Phát biểu tại khu tưởng niệm, ông Zelensky nói, ngày nay và năm ngoái, quân đội Ukraine đã đánh bại lực lượng Nga ở làng Moschun. Đây là một trong những bước ngoặt trong cuộc chiến bảo vệ Kiev vào giai đoạn đầu cuộc xung đột. Theo thông cáo báo chí của văn phòng Tổng thống Zelensky, khu tưởng niệm là một phần của con đường tưởng niệm mang tên Trận chiến vì Kiev. Cũng trong chuyến thăm, ông Zelensky còn truy tặng giải thưởng nhà nước cho các thân nhân của những người lính đã ngã xuống trong trận chiến Moschun. Trong khi đó, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida vào cùng ngày đã có mặt tại thị trấn Bucha, ngoài ô thủ đô Kiev, nơi chứng kiến cuộc thảm sát với hơn 400 dân thường bị sát hại. Ông Kishida đã đặt vòng hoa bên ngoài một nhà thờ, thể hiện nỗi thương tiếc trước những gì mà thị trấn Bucha từng trải qua. Nhà lãnh đạo nói, thế giới đã rất bàng hoàng khi những dân thường vô tội ở Bucha bị sát hại cách đây một năm. Tôi cảm thấy vô cùng tức giận với những hành động tàn bạo đó. Thủ tướng Nhật Bản đã có chuyến thăm bất ngờ đến Ukraine vào ngày 21 tháng 3, cùng thời điểm với chuyến thăm cấp nhà nước tới Nga của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Chuyến đi của nhà lãnh đạo Nhật Bản được giữ bí mật đến phút chót do lo ngại an ninh. Theo Reuters, rất hiếm khi một thủ tướng Nhật Bản thực hiện chuyến thăm không báo trước tới quốc gia khác. Trong một động thái liên quan, Bộ Quốc phòng Nga cùng ngày thông báo hai máy bay ném bom mang tên lửa chiến lược Tupolev Tu-95MS của nước này đã tiến hành một cuộc tuần tra trên không kéo dài hơn 7 giờ ở vùng biển quốc tế của biển Nhật Bản. Nhật Bản là đồng minh chủ chốt của Mỹ ở khu vực Đông Bắc Á và có tranh chấp về lãnh thổ với Nga từ cuối Thế chiến thứ hai. Được Washington khuyến khích, Tokyo hồi tháng 12 đã công bố kế hoạch xây dựng lực lượng quân đội lớn nhất kể từ Thế chiến thứ hai với cam kết tăng gấp đôi chi tiêu quốc phòng lên 2% GDP trong 5 năm. Cũng ở Đông Âu, các phi công máy bay chiến đấu của Ba Lan và Hà Lan đã xuất kích khỏi căn cứ không quân tại thành phố Monbuk, phía bắc Ba Lan để tham gia cuộc tập trận chung trong ngày 21 tháng 3. Các máy bay MiG-29 của Ba Lan và F-35 của Hà Lan đã thực hiện các cuộc diễn tập đánh chặn trên không, thể hiện sức mạnh gian đe ở sườn phía đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Tám chiếc máy bay phản lực F-35 của Hà Lan đã đồn trú tại căn cứ Monbuk của Ba Lan kể từ tháng 2. Chúng từng xuất kích chặn đội hình gồm 3 máy bay quân sự của Nga tiếp cận khu vực thuộc trách nhiệm của NATO từ hướng Kaliningrad và hộ tống các phương tiện này rời khỏi đó. Thành phố Manbuk của Hà Lan cách lãnh thổ hải ngoại Kaliningrad của Nga khoảng 160 km. Ngoài giáp với Ba Lan, Kaliningrad còn tiếp giáp Litva, cũng là thành viên NATO và Liên minh châu Âu EU. Ba Lan là quốc gia phương Tây đầu tiên cam kết điều chiến đấu cơ đến chiến trường Đông Âu. Nước này cho biết họ sẽ chuyển giao 4 chiếc MiG-29 cho Ukraine trong vài ngày tới. Ở khu vực châu Phi, Tổng thống Algeria, ông Abdel Majid Tepour ngày 21 tháng 3 cho biết quan hệ với nước láng giềng Maroc đang rất xấu, ở thời điểm có thể nói là khó phục hồi. Lý do là hai nước hiện nay tồn tại nhiều bất đồng không tìm được quan điểm chung. Theo ông Tepour, Algeria có nhiều thiện trí, nhưng phía Maroc không cho thấy sự sẵn sàng tương tự. Điều này ảnh hưởng đến tương lai của đường ống dẫn dầu và khí đốt bắt nguồn từ Algeria đi qua lãnh thổ Maroc đến Tây Ban Nha cung cấp cho châu Âu. Được biết, dẫu là hai nước láng giềng phát triển bậc nhất ở châu Phi, nhưng quan hệ song phương thường xuyên căng thẳng. Hai nước đang tranh chấp khu vực Tây Sahara. Đây là một sa mạc rộng lớn, được Maroc tuyên bố chủ quyền. Tuy nhiên, Algeria phản đối và ủng hộ phong trào nổi dậy Polisario. Căng thẳng giữa hai bên thường xuyên lên cao, có lúc tưởng chừng như chiến tranh sắp xảy ra. Hòa bình chỉ được vãn hồi nhờ sự trung gian của tổ chức các quốc gia châu Phi, Liên đoàn Ả Rập và một số cường quốc. Theo Reuters, Quốc hội Uganda vào cùng ngày đã thông qua dự luật hình sự hóa những người được xác định là LGBT. Dự luật này được cho là tiếp tục làm tổn thương những người đồng tính ở Uganda, vốn thường xuyên bị đối xử và kỳ thị. Sau khi dự luật được thông qua, thành viên Quốc hội Moshe Edguero nói, chúng tôi sẽ tăng cường nhân viên thực thi pháp luật để đảm bảo rằng người đồng tính không có chỗ ở đất nước này. Như vậy đến nay, hơn 30 quốc gia châu Phi, bao gồm cả Uganda, đã cấm người đồng tính và quan hệ đồng giới. Theo tổ chức Human Rights Watch, luật mới trên là bước đi hình sự hóa đầu tiên đặt ngoài vòng pháp luật tất cả đồng tính nữ, đồng tính nam, song tính, chuyển giới và đồng tính luyến ái. Đây là một sự phân biệt đối xử không thể chấp nhận được. Nhưng những người ủng hộ nói rằng cần phải trừng phạt hoạt động đồng tính do đe dọa các giá trị truyền thống và tôn giáo của Uganda. Ngoài ra, dự luật cũng giúp ngăn chặn sự lây lan các căn bệnh như HIV mà Uganda có số lượng bệnh nhân trên tỷ lệ dân số cao ở châu Phi. Sau khi quốc hội thông qua, dự luật sẽ được gửi tới Tổng thống Yoweri Museveni để ký trước khi chính thức có hiệu lực. Tổng thống Museveni chưa đưa ra bình luận, nhưng từ lâu ông đã phản đối người đồng tính. Ông từng ký một dự luật chống người đồng tính từ năm 2013 trước khi bị một tòa án trong nước hủy bỏ. Đến với những chuyển động thể thao quốc tế, Vừa qua, siêu sao Lionel Messi, người hùng đưa Argentina chạm đến chiếc vô đỉnh World Cup sau nhiều thập kỷ chờ đợi, đã trở về nước trong sự chào đón nồng nhiệt của người hâm mộ. Sắp tới thì Messi sẽ cùng đội tuyển Argentina có trận giao hữu với Panama. Hàng trăm người đã đổ xô đến một nhà hàng tại thủ đô Buenos Aires để có cơ hội nhìn thấy Messi khi có thông tin cho rằng siêu sao bóng đá đang dùng bữa bên trong. Đám đông không ngừng hô vang tên Messi cho đến khi anh bước ra ngoài. Nam cầu thủ sau đó được hộ tống lên xe và rời đi. Argentina sẽ tiếp Panama trong trận giao hữu trên sân vận động Monumental ở thủ đô Buenos Aires vào ngày 23 tháng 3. Đây là trận đấu đầu tiên của Messi với đội tuyển quốc gia kể từ khi Argentina vô địch World Cup 2022 ở Qatar vào tháng 11 năm ngoái. Theo Reuters, vé của trận đấu này đã được bàn hết. Thưa quý vị, tiền đạo Antoine Griezmann đang cân nhắc rời khỏi đội tuyển quốc gia sau khi có thông tin cho rằng huấn luyện viên Didier Deschamps sẽ sớm công bố chính thức tuyển chọn gọi Kylian Mbappe làm đội trưởng. Bài viết do báo Le Figaro của Pháp đăng tải hôm 21 tháng 3 có đoạn: Griezmann đang cảm thấy buồn và tổn thương. Huấn luyện viên Deschamps đã bỏ qua anh ấy và trao băng thủ quân cho Mbappe hôm 20 tháng 3, tuyển Pháp đã hội quân tại Clairefontaine để chuẩn bị cho các trận đấu với Hà Lan và Israel, thuộc khuôn khổ vòng loại Euro 2024. Theo truyền thông Pháp, huấn luyện viên Deschamps đã gặp riêng Mbappé và nói về việc chọn anh làm đội trưởng, thay thế thủ môn Hugo Lloris, người tuyên bố từ giã sự nghiệp quốc tế sau World Cup 2022. Quyết định sẽ được công bố chính thức vào ngày 23 tháng 3. Mbappé sinh ra ở Paris và trưởng thành từ lò đào tạo của Monaco. Đội phó đội tuyển Pháp đang giữ kỷ lục ghi bàn nhiều nhất lịch sử ở vòng loại và chung kết của một kỳ World Cup với lần lượt là 8 và 4 bàn. Ở cấp câu lạc bộ, tiền đạo 24 tuổi thi đấu cho Paris Saint-Germain từ mùa giải 2017-2018. Anh ghi 202 bàn cho đội bóng sau 250 lần ra sân. Phần cuối chương trình sẽ là những thông tin nổi bật về xã hội môi trường liên quan đến việc Indonesia chuẩn bị xây dựng cho thủ đô mới ở tỉnh đông Kalimantan trên đảo Borneo. Các nhà hoạt động đã kêu gọi chính phủ ưu tiên bảo vệ các loài đời ươi và cá heo sinh sống trong khu vực. Bên cạnh dự án xây dựng thủ đô mới ở đảo Borneo, một chú đời ươi ở trên cây đang bắt lấy trái chuối do một nhân viên bảo tồn ném cho nó. Anh bạn này là một trong 127 con đời ươi mà tổ chức bảo tồn Bodeo Orangutan muốn đưa trở lại đời sống hoang dã ở tỉnh Đông Kalimantan. Các con vật này đã bị mất nhà khi cây dầu cọ được trồng nhiều, các trại gỗ mọc lên và con người khai thác khoáng sản. Nhưng những chú vượn khổng lồ này còn đối mặt với chuyện lớn hơn, đó là dự án thành phố thông minh trị giá 32 tỷ đô la Mỹ sẽ được xây dựng ở đảo Borneo để làm thủ đô mới của Indonesia. Chính phủ Indonesia đã cam kết sẽ bảo vệ môi trường hoang dã và tái tạo rừng tự nhiên sẽ là một phần của dự án xây dựng thủ đô. Tuy nhiên, các nhà hoạt động môi trường lo ngại rằng việc xây dựng trên 260.000 hecta đất sẽ ảnh hưởng đến hệ động vật đặc trưng của hòn đảo, bao gồm khỉ vòi, cá heo, wadi, các loài đười ươi và gấu chó. Đại diện nhóm môi trường Popra Pesiser địa phương, Popasel, nói với Reuters rằng thiết kế của thủ đô mới không phù hợp với vịnh Balipapan. Một trong những lo ngại nhất của chúng tôi là vịnh sẽ trở thành nơi chứa chất thải của thành phố mới nhóm Popra Pesisher ước tính 400 hecta rừng dọc theo vịnh Balikpapan đã biến mất để mở đường xây dựng các nhà máy than đá, nhà máy lọc dầu và khí đốt tự nhiên. Thưa quý vị, số lượng bướm vua đến các khu rừng ở Mexico để ngủ đông trong mùa đông vừa qua đã giảm 22% so với mùa năm trước. Đây là thông tin đáng chú ý vừa được Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên WWF công bố trong cuộc họp báo hôm 21 tháng 3. Mỗi năm hàng triệu con bướm vua với hai màu sắc đặc trưng cam và đen sẽ trải qua chuyến hành trình dài hơn 3.200 km để từ Canada đến Mexico. Nhưng số lượng bướm vua được đo trong tháng 12 năm ngoái chỉ chiếm 2,21 hectare, giảm so với 0,7 hectare vào mùa đông trước đó. Theo WWF, sự sụt giảm đáng kể này là do biến đổi khí hậu. Đây là nguyên nhân chính tác động đáng kể đến mô hình di cư của loài bướm vua. Bang Michoacan, phía bắc Mexico là nơi có khu bảo tồn bướm vua lớn nhất của quốc gia Bắc Mỹ, thường là một điểm thu hút lượng lớn khách du lịch. Reuters vào cùng ngày đưa tin đại diện của cảnh sát liên bang Brazil, ông Humberto Freer mới đây thông báo rằng nước này sẽ loại bỏ hết các mỏ khai thác vàng bất hợp pháp, gây tổn hại đến môi trường và đời sống của khu vực Yanomami. Ông Brede nói với Reuters rằng lực lượng cảnh sát đã thành lập các đồn trú ở rừng Amazon và tìm kiếm hợp tác quốc tế để thực thi pháp luật ở khu vực này, đồng thời phát triển công nghệ đồng vị vô tuyến để dò tìm các hoạt động khai thác vàng. Ông Brede là giám đốc chương trình tái tạo môi trường của lực lượng cảnh sát liên bang. Ông nói, đây sẽ là kỷ nguyên mới mà Brazil nỗ lực chống lại các tội phạm môi trường nhằm bảo vệ các dân tộc và rừng Amazon. Đầu tháng 3, Tổng thống Lula cho biết khu vực Yanomami đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng nhân đạo. Do khu vực này có nguồn khoáng sản dồi dào, nhất là vàng, nên hàng nghìn thợ mỏ đã xâm nhập trái phép và gây ra hàng loạt vấn đề đe dọa đến người dân như bạo lực, dịch bệnh, chặn dòng sông khiến hàng nghìn người phải thiệt mạng. Cảnh sát Brazil cho biết Họ đã bắt giữ 805 thợ mỏ, 94 chiếc thuyền trên sông và trục xuất tất cả ra khỏi khu vực. Bên cạnh đó, các lực lượng hành pháp cũng điều tra tội diệt chủng của các hành vi đã xảy ra đối với người Yanomami. Hội đồng sức khỏe địa phương cho biết 85% thợ mỏ đã bị đánh đuổi ra khỏi khu vực khai thác. Chính phủ Brazil thông báo sẽ thiết lập dự luật mới để ngăn chặn hoàn toàn hoạt động khai thác vàng bất hợp pháp, chiếm hơn một nửa số vàng xuất khẩu ra các nước khác. Cũng ở Brazil, hai tổ chức phi chính phủ cho biết họ đã trồng hơn 30.000 cây xanh trong một dự án chung nhằm tái tạo rừng ngập mặn, bảo vệ nguồn nước sông và các sinh vật dưới nước. Thành quả được các tổ chức công bố nhân dịp Ngày Nước Thế Giới 22 tháng 3. Hai tổ chức phi chính phủ, Guardios Roma và Instituto Maubano, đã triển khai dự án mang tên Green Guanabara – vào năm 2021 với mục đích là tái tạo 12,5 hecta rừng ngập mặn ở vịnh Guanabara thuộc bang Rio de Janeiro, chia sẻ với Reuters vào ngày trồng 10 cây cuối cùng của chiến dịch. Anh Laondo Malafaya, điều phối viên của tổ chức Guardio Drama, nói rằng một khu rừng ngập mặn khỏe mạnh sẽ là nơi có đầy cá sinh sống, đảm bảo kế sinh nhai và nguồn thức ăn cho người dân của khu vực. Trong khi đó, người đứng đầu của tổ chức Instituto Maubano cho biết một khu rừng ngập mặn có thể hấp thụ nhiều carbon hơn gấp 5 đến 12 lần so với rừng nhiệt đới. Đây sẽ là giải pháp hữu hiệu giúp khắc phục cuộc khủng hoảng khí hậu hiện nay. Ngư dân địa phương và nhiều tình nguyện viên cũng đã tham gia vào chương trình trồng cây, tái tạo rừng ngập mặn. Dự án này được tài trợ bởi công ty Ocean Park. Những thông tin về chiến dịch tái tạo rừng ngập mặn ở Brazil vừa rồi đã khép lại chương trình Thế giới hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào và hẹn gặp lại!